Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 14. Bắt đầu giảng Lục Tổ Đàn Kinh. Bởi lúc đó có rất nhiều vị xuất gia không biết chữ, nhưng khốn nổi không có chỗ học Phật Pháp. Lúc 16 tuổi, Hòa Thượng đã tự lãnh trách nhiệm hoằng dương Phật Pháp ở chùa giảng Kinh Lục Tổ, Kinh Kim Cang cùng Kinh A-di-đà. Hòa Thượng kể: lúc còn nhỏ tôi không biết nói chuyện, khi nói rất chậm chạp vụng về. Nhưng đến 16 tuổi, sau khi tham gia hội đạo đức, tôi đã học cách diễn giảng, ngày ngày luyện tập nói chuyện, nên nhờ vậy mà tôi biết diễn giảng. Sau đó tôi nghiên cứu Phật Pháp, tôi cũng luyện tập thuyết pháp cho đại chúng nghe. Tôi biết bao nhiêu thì nói cho họ nghe bấy nhiêu, nếu không biết đương nhiên là không thể giảng rồi. Tuy tuổi còn nhỏ, nhưng tôi tâm nguyện muốn phục vụ Phật giáo. Tôi cũng làm nhiều việc trong hội Phật giáo. Lúc 16 tuổi, mỗi ngày tôi giảng Lục Tổ Đàn Kinh, Kinh Kim Cang ở trong chùa. Biết bao nhiêu chữ kinh điển thì tôi giảng bấy nhiêu, lúc đó có chữ tôi còn không biết. Những người nào tới nghe là một số thầy tu. Kỳ lạ thật, Trung Quốc lúc bấy giờ có rất nhiều người mù chữ. Các thầy này đều không biết chữ, muốn học Phật Pháp nhưng không có chỗ nào để học. Vì tôi thì ít ra cũng biết được vài chữ, nếu như tôi không giảng cho họ nghe, họ sẽ vĩnh viễn không biết được Phật Pháp là gì, Phật giáo là chi. Lúc ấy tôi giảng một vài bộ kinh ngắn như Kinh Kim Cang, Kinh A-di-đà. Tôi cũng giảng các chủ đề khác thuộc về Phật Pháp. Lúc 16 tuổi, tôi đã tự nhận lấy trách nhiệm hoằng dương Phật Pháp rồi. Cho đến ngày nay, nhờ luyện tập nên tôi từ không biết giảng cũng giảng được vài câu, không biết nói cũng có thể nói được vài câu. Khi đọc Lục Tổ Đàn Kinh, càng đọc tôi càng hứng thú, càng thích đọc thì càng muốn đọc thêm. Đọc Lục Tổ Đàn Kinh tới chỗ Pháp vốn không đốn tiệm, mê ngộ có chậm mau. Tôi nghĩ, tại sao còn có đốn tiệm? Sao gọi là đốn? Sao gọi là tiệm? Đốn và tiệm là một thứ, hoặc giả là hai thứ. Tôi nghĩ, cách nói Pháp đốn tiệm này rất không bình đẳng, bèn viết câu đối như sau: đốn tiệm tuy khác, thành công chỉ một, phân chi Nam Bắc, thánh phàm tạm khác, căn tánh cũng đồng, nói chi Đông Tây. Lúc 17 tuổi, tôi còn nói được những câu như sau: nhất câu Di Đà dạng Pháp Dương, ngũ thời bát giáo tận hàm tàng, hành giả một lòng chuyên trì niệm, như nhập tịch quang bất động trường. Niệm Phật là vua trong dạng Pháp, bất luận ngũ thời bát giáo gì cũng đều ở trong một câu Di Đà này. Ha ha ha, 问什么的说